Ơi đại lúa xin chào với chú cô bà con, một ngày mới tốt đẹp, chúc cho mấy chú bà con mình chúc mùa được giá. Thì bữa nay mình trở lại khẽ cái mảnh đất của anh Thọ mình làm. Cái này giống lúa gì ạ? Này giống lúa gì ạ? 504. 504. Này xạ tống chưa? Lúa. Này sữa lúa này sữa bị phèn công nhiêu ký mấy ký lô à 7 kg 7 kg được nhiêu ngày rồi 50 ngày 50 ngày trong này 50 kg phân chưa okay. 50 kg phân chưa thì khu đất này là Chi Thôn An Giang. Đó. Thì bữa nay anh giải 7 kg, nay giải 7 kg thì ba loại phân. Thì cái này giống lúa 504, nói chung ra cái khu này bây giờ 504 qua là muốn hết luôn rồi đó. Thì ông em chỉ được có 5 lô thôi, 5 mẫu thôi đó, mẫu này thì 20 công tầm lớn mình á, một lô đó. Nói chung là khu này đây là 504 nhiều, nó miếng này đây nó đã trổ đều rồi nè đó. Ông em thì được có miếng cao cao trên này thôi đó. Ở đây lại đó thì cái miếng cao cao xuống dưới đó là được ba lô đó đó, tuốt ở dưới hàng cây xa xa dưới đó thì cũng được ba lô gì nữa đó. Rồi mấy chú cô bà con thì qua khỏi hàng cây đó là Kiên Giang đó, giáp với An Giang, thì mình cũng chia sẻ cho mấy chú cô bà con mình thì cái này là giống lúa 504 đó, bữa nay là 50 ngày đó, giải 7 kg phân đó, giải 7 kg tổng cộng là 60 kg phân rồi đó. Phân UG, kali, DB cộng lại 3 thứ là 7 kg. Thì tổng cộng là được 60 kg phân rồi đó mấy chú cô bà con. Thì mình cũng không có chia sẻ được mấy cái giống lúa mà như Đại Thơm của em có mấy mẫu thôi, còn nhiêu là mằng 504 thì nhiều, tại vì mùa này nó thuận mùa nè, cho nên ta mằng nó đỡ bệnh, nó ít mưa, vụ sau là mưa nhiều cho nên ta đổi giống khác nữa. Mình cũng có chia sẻ được nhiều hơn tại khu đất Chi Thôn An Giang này đa số là mùa hè này là mằng 504 nhiều ngắn ngày. Với lại khu này là không có bô rê cho nên mằng mấy ổng cũng canh nước mà mằng đó, cắt sớm đó. Vụ này thì khoảng lọt qua tháng 4 20 mấy là lúa đây ở đây là có thu hoạch rồi, 20 mấy ngày nữa đó. 20 mấy 30 ngày nữa là sẽ có thu hoạch rồi, đó là khu này mau lắm, mà cái này cắt trước thì 504 thôi. Thì cái kỹ thuật của anh Thọ nào mặn thì cũng đơn giản, cũng không có mặn mới mẻ gì. Thì xạ công chỉ có 7 kg thôi mà lúa năm giờ bữa nay là 50 ngày, này là chỉ xạ sữa lúa chứ không có phân tống phân gì hết. Thì 50 ngày cái 504 này thì nó đã ôm bắp hết rồi đó, 50 mấy ngày thì nó sẽ trổ liệt xẹt. Hôm trước mình cũng có chia sẻ đó, đó cái miếng lúa của bà chị 50 mấy ngày là nó trổ rồi. Thì cái này xạ vô cũng cho nó trổ qua đều đồng loạt thôi, tại vì nó mấy cái cây mà nó lùn nó tắc nghẹn rồi đó, xạ giúp cho nó trổ mau.
thì xạ thêm công chỉ có vài ký thôi, công tầm lớn. Đấy. Thì kỹ thuật của Thọ là bằng gì đó. Thì anh Thọ bằng thì cái vụ này cỏ cũng hơi nhiều mấy chú cô bà con. Thì lúc trước cái miếng đất này là lúa dần cơi nhiều. Hôm nay thì lúa dần cơi thì cũng bớt chút đỉnh mà nổi lên ba cái cỏ chát nè. Đó, cỏ chát, cỏ du. Đó. Gọi là hồi nhỏ thì gọi là cỏ lông heo. Đó. Thì cái miếng đất này Thọ Mằng đó giờ thì cũng nói chung là không có trúng, cũng trung bình thôi. Đó. Thì về 50 ngày giải thêm 7 ký đó. Còn tổng phân là 60 ký phân đó. Mấy chú cô bà con thì cái giống lúa ngắn ngày thì vậy đó, giải dứt phân sớm, với lại lúa này 50 ngày sắp nó cũng sắp sửa chỗ rồi, năm mấy ngày là nó sẽ chỗ thôi. Còn kế bên đây là giống OM nè. Thì cái miếng này hôm lúc trước mình xịt thuốc là mình cũng chia sẻ rồi đó. Còn cái miếng này của Thọ mình bằng giống 504. Tại đất ở đây bơi cái miếng bên đây nó thấp hơn, mà ngắn ngày để cắt cho kịp nè. Đó. Hôm mùa rồi là mưa quá mưa, cái vụ ba đó là rút nước, mất rút nước ra mới cắt được. Đó. Tại đất đây nó quá thấp, nó chênh lệch nè. Đó. Rồi anh Thọ mình giải xong rồi đó. Thì cái miếng đất này đây thì mùa này cái khung gò trong này nè. Đó, cái chỗ là cái cục gò cho nên nước hổm máy, ảnh có chia sẻ là máy nó bị hư bơm nước không được. Đó, cái lung thì nó còn có nước sẹp sẹp, còn cái gò đó nó không có nước cho nên cỏ nó sống nhăn à. Đó, nó không có chết. Mấy chú cô bà con. Đó, hổm thì cỏ chát này thì ảnh cũng nói cỏ chát này thì hổm nó không có nó không có, nhưng mà xả nước khô rồi quay ngang thấy nó có lên rồi cái đầu quay giải cử phân vô cái nó phục lên quá trời luôn, ảnh cũng nói đó. Thì cái vụ mùa hè nắng nóng này nếu đất khô là cỏ sẽ mọc đó. Vậy nó mau mọc hơn, nó mau lên hơn đó. Thì nãy giờ mình cũng chia sẻ là phân với lúa và giai đoạn ngày đó là 50 ngày giải thêm 7 ký, tổng cộng là được 60 ký phân. Đó, là cho miếng lúa 504 này đây. Thì khu đất này là Chito Mang Giang. Đó, mình cũng chia sẻ ngắn gọn lại thôi chứ không có gì nhiều. Đó, thì thấy video hay và chia sẻ cho like và đăng ký kênh ủng hộ Đại Lúa. Xin chào và hẹn gặp lại.